Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu giỏ sách với cái họa tiết ô vuông ghép lại với nhau xinh xắn như thế này Mẫu này thì bên trong mình cũng có khâu lót ha, cho phần thân túi của mình được sạch sẽ hơn Và cũng tùy vào sở thích các bạn có thể tăng giảm độ dài của sợi dây cho phù hợp thì đối với mẫu này cái họa tiết ô vuông của mình nó sẽ hơi bầu một tí chứ nó không có vuông vức ha Thì khi mà mình nối các cái họa tiết ô vuông lại á Những cái họa tiết bên trong nó sẽ hơi lồi ra nè Giúp cho phần thân túi của mình nó có điểm nhấn hơn ha Đầu tiên thì cần tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 15 mũi kép đơn ha. Kép đơn đầu tiên. Mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ năm. Mũi kép đơn thứ sáu. Mũi kép đơn thứ 7. Kép đơn thứ 8. Mũi kép đơn thứ 9. Mũi kép đơn thứ 10. Mũi kép đơn thứ 11. Kép đơn thứ 12. Mũi kép đơn thứ 13. Kép đơn 14. Ta mũi kép đơn thứ 15. Khi có được 15 mũi kép đơn rồi nè, để kết thúc cái vòng này các bạn sẽ đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên mà ta móc nè. Thì đây là chân của mũi kép đơn đầu tiên ha, giống thẳng lên, móc vào đây một mũi dời để ta kết thúc vòng. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Những bạn nào không thay màu thì mình sẽ móc tiếp ha, còn thay màu thì sẽ cắt len nè. Nắm sợi len ngắn cuốc lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Ta sẽ có được vòng tròn đầu tiên ha. Bây giờ mình sẽ thay màu, các bạn đưa cho mình cái sợi len ra phía sau ở cái sợi len thừa của cái vòng tròn đầu tiên á phía sau nó sẽ là chân móc của mũi giờ ta kết thúc vòng đầu tiên ha các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc ở phía sau của sợi len thừa và mình sẽ kéo sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích do cái họa tiết của mình nó thay đổi nhiều màu khác nhau nên để tiện cho việc giấu len các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len ngắn của cái len màu xanh da trời á đưa cho mình vào chính giữa kim với sợi len dài ha sau đó móc mũi xích thứ hai và tiếp tục đưa sợi len đó ngược lại vào giữa kim với lại cái sợi len dài nè Móc lên mũi xích thứ ba Ta sẽ móc cánh hoa đầu tiên ha Lấy len cho mình lên kim Lấy luôn cái sợi len ngắn màu xanh da trời và sợi len dài luôn ha Sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân ta vừa móc ba xích đó đó Là cái chân của mũi dời kết thúc vòng phía dưới ha Kéo len qua chân móc Kéo dài cho mình cái sợi len để bằng với cái chiều dài của ba cái mũi xích này nè Sau đó tiếp tục lấy len lần thứ hai đâm kim vào chân móc đó luôn ha kéo lên kéo dài sợi len lần thứ hai nè kéo cho bằng với chiều cao của ba mũi xích sau đó giữ nguyên vị trí này mình sẽ kéo cái sợi len qua hết các cái chân móc trên kim ha kéo qua hết luôn nè móc lên cho mình một mũi móc xích ta sẽ có được cái cánh đầu tiên như thế này tiếp tục đến cái cánh thứ hai thì nó khác với cánh đầu tiên ha các bạn lấy len cho mình lần thứ nhất lên trên kim đâm kim vào chân móc kế tiếp kéo lên kéo dài sợi len cho nó bằng với chiều cao của cái cánh đầu tiên á tiếp tục lấy len lần thứ hai đâm kim vào cùng chân móc kéo dài sợi len nè lấy len lần thứ ba đâm kim kéo lên, kéo dài cái sợi len ra ha sau đó kéo len cho mình qua hết các cái mũi trên kim tức là mình sẽ lấy len ba lần lên kim và kéo qua hết các chân trên kim ha và móc lên một mũi móc xích ta sẽ tạo được cái cánh thứ hai như thế này Cánh thứ ba thì làm tương tự như cánh thứ hai và làm tương tự cho các cánh còn lại luôn ha. Cứ lấy len lần lượt 3 lần liên tiếp trên kim. Đâm kim vào cùng một chân móc nè. Và khi đâm kim nhớ dấu cho mình sợi len thừa ra phía sau ha. Lần thứ hai nè. Kéo dài sợi len cao lên ha. Lần thứ ba. Ba lần rồi thì kéo len qua hết các cái chân móc trên kim. Sau đó móc lên một mũi móc xích và làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối Lần lượt lấy len 3 lần lên kim nè, đâm kim vào cùng một chân móc và cứ kéo dài sợi len ha. Kéo qua hết các chân trên kim, móc lên một xích. Sau đó để kết thúc cái vòng này nè, các bạn sẽ dựa cho mình vào cái cánh đầu tiên. Thì cánh đầu tiên của mình cái điểm mà mình móc mũi móc xích á, kết thúc cái cánh đầu tiên này nè, thì ta sẽ đâm kim vào cái điểm ta kết thúc đó nha. Móc vào đó cho mình một mũi giờ để ta kết thúc cái vòng thứ hai này. Và móc lên một xích, kéo và cắt len. Nếu không thay màu thì đừng cắt len ha. Ta hoàn tất được vòng thứ hai tạo ra tổng cộng 16 cánh. Ở phía sau khi mình móc dấu sợi len thừa nè, lúc này nó sẽ không còn các cái đoạn len thừa ha. Ta không phải giấu len nhiều khi mà mình hoàn tất. Đến cái vòng móc thứ ba thì vòng móc thứ ba các bạn cũng đưa sợi len ra phía sau và mình không cần bắt đầu móc từ cái sợi này nữa ha. Mà các bạn sẽ chọn cho mình một khoảng trống bất kỳ giữa các cái cánh nè, nó có cái khoảng trống xích nè. Mình sẽ chọn một khoảng trống bất kỳ ha, chưa một đoạn len vừa đủ dài đâm kim vào một khoảng trống bất kỳ sau đó kéo cái sợi len qua cái khoảng trống này móc lên một mũi móc xích đầu tiên tiếp tục giấu len nè à, thì đưa cái sợi len ngắn giữa kim với sợi len dài móc mũi xích thứ hai và đưa ngược về lại móc mũi xích thứ ba khi lên được ba mũi móc xích rồi thì bây giờ mình sẽ móc cái họa tiết cho cái hàng móc thứ ba các bạn tiếp tục lấy len cho mình lên kim lấy luôn cả sợi len ngắn ha sau đó đâm kim vào cái khoảng trống ta vừa đâm kim đó Kéo len qua khoảng trống Trên kim được 3 đường móc này kéo qua hai đường trên kim Tiếp tục lấy lên lần thứ hai Đâm kim Kéo lên trên kim được 4 đường kéo qua hai chân trên kim. Sau đó còn lại ba chân thì kéo qua hết ba chân ha. Ta sẽ có được họa tiết đầu tiên. Móc tiếp lên cho mình hai mũi xích và di chuyển kim đến cái khoảng trống kế bên. Khoảng trống thứ hai nó sẽ khác khoảng trống đầu tiên. Do mình không có ba mũi xích cho nên các bạn lấy len cho mình lần thứ nhất, đâm kim vào khoảng trống, kéo len và kéo qua hai chân. Lần thứ nhất nè. Lần thứ hai. Kéo qua hai chân. Và lần thứ ba. Tức là ở đây người ta sẽ lấy len 3 lần ha, còn cái họa tiết đầu tiên chỉ lấy len hai lần thôi. Sau đó mình sẽ kéo len qua hết bốn đường ở trên kim. móc lên hai mũi xích một hai ta sẽ có được họa tiết thứ hai hơn các bạn sẽ làm tương tự giống như họa tiết thứ hai này cho mình cho đến cuối lấy lên lần thứ nhất nè đâm kim vào khoảng trống kế bên kéo qua hai chân lần thứ nhất lấy lên lần thứ hai đâm kim kéo lên qua hai chân lần thứ hai tiếp tục lần thứ ba đâm kim kéo lên kéo qua hai chân lần thứ ba sau đó kéo qua hết bốn chân móc trên kim móc lên hai mũi xích và làm tương tự cho đến hết lấy len lần thứ nhất nè kéo qua hai chân nè lần thứ hai nè lần thứ ba kéo qua hết bốn chân trên kim khác với các cái mũi móc nằm chính giữa thì cái họa tiết cuối cùng của mình chỉ móc lên một xích thôi sau đó để kết thúc các bạn dựa cho mình vào cái họa tiết đầu tiên ở đây mình có 3 mũi xích thì đâm kim cho mình vào chân xích thứ ba ha tính từ dưới lên móc một mũi dời sau đó móc lên một xích kéo và cắt len. Việc mà mình móc lên một mũi xích cuối cùng á thì giúp cho cái khoảng đầu tiên và khoảng cuối cùng này nó sẽ bằng nhau, nó không có bị quá rộng ha. Tiếp tục cắt len. Thì ba họa tiết hoa của mình hoàn tất như thế này. Hàng móc kế tiếp thì mình sẽ tạo cái hình vuông nè. Đưa cho mình sợi len này ra phía sau. Cũng chọn một khoảng trống bất kỳ chứ không cần phải là khoảng trống đầu tiên kết thúc cái hàng thứ ba đâu ha. Chọn một khoảng trống bất kỳ, sau đó kéo cái sợi len này chưa có mình một đoạn len vừa đủ dài ha kéo len qua cái khoảng trống nè móc lên mũi xích đầu tiên mũi xích thứ hai cũng làm tương tự nè đưa sợi len ngắn vào chính giữa kim với sợi len dài móc mũi xích thứ hai và tiếp tục đưa sợi len về ngược lại chính giữa kim với sợi len dài móc lên mũi xích thứ ba khi có được ba mũi xích rồi các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống mà mình đang móc ở đây nè móc mũi kép đơn đầu tiên mũi kép đơn thứ hai. Ba mũi xích này mình sẽ được tính là một mũi ha. Ở đây mình có ba mũi rồi nè. Thì tiếp tục đến cái khoảng trống thứ hai, các bạn cũng móc cho mình vào đây ba mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên nè, khi móc nhớ dấu lên ha. Kép đơn thứ hai. Và mũi kép đơn thứ ba. Như vậy là cái khoảng trống thứ hai của mình cũng có ba mũi kép đơn. Tương tự cho mình cho khoảng trống thứ 3 Móc 3 mũi kép đơn Đến khoảng trống thứ 4 Móc cho mình 3 mũi kép đơn Khi bốn khoảng trống mình đã có 3 mũi kép đơn rồi thì khoảng trống thứ năm các bạn sẽ tạo cho mình một góc vuông ở đây. Móc vào 3 mũi kép đơn. Vào cùng khoảng trống này ha. Vào cùng khoảng trống thứ năm sau đó từ đây móc lên hai mũi móc xích và tiếp tục cái khoảng trống thứ năm đó móc tiếp ba mũi kép đơn nữa. Như vậy là ở khoảng trống thứ năm mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi kép đơn ha. Ta tạo ra được một cái góc vuông như thế này. Từ góc vuông này đến góc vuông kế tiếp nó sẽ cách nhau là ba khoảng trống thì ba khoảng trống đó các bạn móc cho mình mỗi khoảng là ba mũi kép đơn. Khoảng đầu tiên nè, móc 3 mũi kép đơn. Tiếp tục khoảng trống thứ hai móc 3 mũi kép đơn. Khoảng trống thứ ba móc 3 mũi kép đơn. Khi móc nhớ dấu lên thừa nhé. Cứ gặp sợi lên thừa nào là các bạn cứ móc dấu vào trong mũi móc là được. Hoàn tất được 3 khoảng trống có 3 mũi kép đơn rồi thì khoảng kế tiếp mình sẽ móc một cái góc vuông tương tự như cái góc vuông ban đầu mà mình móc nè. Tức mình sẽ có 3 kép đơn, vào cùng một khoảng. Sau đó sẽ là hai mũi móc xích và tiếp tục ba mũi kép đơn vào cùng khoảng đó luôn. Thì khoảng này mình cũng có 6 mũi kép đơn ha. Ta tạo ra được cái góc vuông thứ hai nè. Tương tự từ góc vuông này đến góc vuông kế tiếp cũng cách nhau là 3 khoảng trống. Thì mỗi khoảng trống cũng móc 3 mũi kép đơn. Khoảng trống đầu tiên nè, Khoảng trống thứ hai cũng móc 3 mũi kép đơn. Và tương tự cho mình cho khoảng trống thứ ba ha. Cũng móc 3 mũi kép đơn vào khoảng thứ ba. Có được 3 khoảng mỗi khoảng là 3 mũi kép đơn như thế này rồi thì khoảng kế tiếp sẽ tạo cho mình một góc vuông, cũng giống như hai cái góc vuông ban đầu ha. 3 kép đơn. 2 mũi xích và tiếp tục 3 kép đơn vào cùng một khoảng. Ta có được góc vuông thứ ba. Lúc này còn lại sẽ là ba khoảng trống ha, thì ba khoảng trống đó các bạn móc cho mình mỗi khoảng là ba mũi kép đơn. Tương tự như cái cạnh này ha. Khoảng đầu tiên nè. À. Ba kép đơn. Tiếp tục khoảng thứ hai. Móc ba kép đơn. và khoảng thứ ba cũng móc 3 mũi kép đơn. Ta có được độ dài của cạnh cuối cùng rồi thì còn một cái góc vuông cuối cùng thì ta sẽ đâm kim vào cái khoảng trống mà ta móc cái họa tiết đầu tiên á, móc cho mình vào đó 3 mũi kép đơn nữa. Thì tính luôn với 3 mũi đầu tiên mình cũng có 6 mũi kép đơn vào cái khoảng trống này ha. Và để kết thúc móc lên một mũi móc xích thôi đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi mà ta gây nên đầu tiên nè móc vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len khi móc xong thì các bạn canh chỉnh cho mình các cái cạnh cho nó đều cái mũi móc lại ta sẽ có được một họa tiết ô vuông như thế này thì họa tiết ô vuông của mình nó sẽ không vuông vức mà nó hơi nhô lên ở chính giữa ha móc cho mình thêm nhiều họa tiết như thế này Đối với mẫu này của mình sẽ có tổng cộng là 13 cái họa tiết tương tự như vậy ha. Mình sẽ nối các cái họa tiết ô vuông lại với nhau. Lấy cho mình một đoạn len vừa đủ dài sau đó xỏ cái đoạn len này vào trong kim khâu. Để khâu lại thì cũng đơn giản thôi, các bạn sẽ sắp xếp cho mình các cái họa tiết ô vuông lại theo cái chiều như thế này. Theo cái chiều dấu ít như thế này ha. Sau đó mình sẽ khâu lần lượt các cái họa tiết ô vuông lại nè. Và để tạo ra cái khung túi hoàn chỉnh luôn á thì ở đây mình có bốn góc khoảng trống. Các bạn sẽ có cho mình một ô vuông ở khoảng trống này khoảng trống này và khoảng trống phía dưới ha thì mình sẽ gặp đôi lại gặp theo cái chiều tam giác nè gặp đôi lại sau đó mình sẽ đưa qua một bên như thế này và làm tương tự cho mình cho ba cái góc mà mình vừa nói đến ha nó sẽ tạo ra cái form túi cho mình để khâu lại nè các bạn sẽ tạo cho mình một nút ở cái đầu của cái sợi mà mình chuẩn bị khâu á thì việc tạo nút giống như là mình sử dụng kim móc để mình tạo nút thôi ha khi có được một nút rồi thì các bạn sẽ đưa cho mình hai cái họa tiết ô vuông ghép lại. Mình sẽ chọn ở hai cái góc vuông trước. Tức là khoảng trống mà ta tạo ra giữa hai cái góc vuông á là cái khoảng này nè. Sau đó mình lần lượt khâu cho các cái chân móc tương ứng với nhau ha. Ta để chốt cho cái sợi len mà mình khâu nó nằm ở bên trong thân túi thì đâm kim từ dưới lên vào một cái ô vuông trước. Sau đó ô vuông thứ hai ha đối diện nè. Đâm kim vào cái nút mà mình tạo ở đây sau đó quút cho mình cái sợi len cho nó nhỏ lại. Ta đã chốt được hai cái góc lại với nhau rồi nè. Tiếp tục từ đây mình sẽ khâu cho các cái chân móc tương ứng với nhau lại. thì việc khâu này cũng đơn giản hơn. Các bạn có thể sử dụng cho mình kim móc, mình móc các cái mũi dời giữa các chân móc. hoặc là mình cũng có thể sử dụng kim khâu và mình khâu các cái họa tiết ô vuông lại. thì có rất nhiều kiểu để mình có thể khâu lại ha. đơn giản nhất thì mình sẽ khâu như thế này đâm kim cho mình vào hai chân móc tương ứng với nhau kéo lên sau đó tiếp tục đưa về vị trí cũ đâm kim vào chân kế tiếp cho cái sợi mình khâu nó có cái mũi chéo chéo lại ha làm tương tự cho mình cho đến cuối đâm kim vào hai chân móc tương ứng với nhau sau đó kéo cái sợi lên đưa sợi lên về ngược lại nè đâm kim vào hai chân kế tiếp Khi mà mình đã khâu đến gần cuối rồi á, ở cái chân móc mà mình móc cái mũi dời kết thúc á. Đây, chân kế cuối nè. Đâm kim vào hai chân kế cuối trước ha. Sau đó đến cái điểm khâu là cái chân móc thứ ba của ba mũi xích mà ta gây nên đầu tiên nè. Thì nó sẽ là cái chân móc luôn nè. Đâm kim vào chân móc ta móc mũi dời đó. Tức là chân xích thứ ba ha. Và cái chân móc tương ứng với nó. Như vậy là mũi móc của mình nó sẽ đều nhau và mũi khâu nó cũng tương ứng với nhau ha kết thúc mình sẽ đâm kim vào khoảng trống của góc vuông của họa tiết này với họa tiết khác kéo nè đối với góc vuông thì các bạn sẽ đâm kim cho mình hai lần để mình có thể chốt được cái góc vuông này cho nó không có bị hở ha và mình sẽ đưa cái ô vuông tiếp theo vào và mình khâu tương tự nè đây cái góc vuông này và cái góc vuông của cái cạnh này sau đó khâu tương tự cho mình nè cứ đâm kim vào hai cái chân mắt tương ứng với nhau ha. Khâu cho đến hết và mình sẽ làm tương tự cho các cái họa tiết ô vuông còn lại. Sau khi đã khâu được hoàn tất các cái họa tiết ô vuông lại với nhau rồi ta sẽ ra được một cái form túi như thế này. Các bạn cũng có thể móc cho mình thêm nhiều họa tiết ô vuông sau đó mình sẽ ghép lại thành nhiều cái form khác nhau cho size túi của mình ha. Và cái họa tiết ô vuông của mình khi ghép lại nó hơi lồi ra nè giúp cho phần thân túi của mình nó có điểm nhấn cho cái phần hoa hơn ha. Bây giờ mình sẽ móc sợi dây. Đưa cho mình sợi len tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Có được một nút rồi ta đặt cái form túi lại như thế này. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái nút ở bên này trước ha. Mình sẽ đâm kim vào cái chân móc này ở phía sau nè. Đâm kim vào chân móc đó sau đó kéo cái nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên một dây móc xích vừa đủ để mình tạo cái độ dài của sợi dây đeo ha. Tùy vào sở thích của các bạn mà các bạn canh chỉnh cho mình độ dài của sợi dây phù hợp. Mẫu này thì mình sẽ móc lên 90 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Hoàn tất được độ dài của sợi dây rồi các bạn sẽ nối cho mình qua cái đầu còn lại. Thì cái góc còn lại mình sẽ đâm kim vào chân móc ở phía trước của cái góc vuông mà mình tạo nè. Đây ha, cái góc vuông mà mình tạo nè, thì cái chân móc ở phía trước nó là cái chân này. Đâm kim vào cái chân móc. Đâm kim từ ngoài vào trong chân móc đó ha. Sau đó mình sẽ móc vào đây một mũi dời. Theo cái chiều này ha, đưa cho mình cái cái sợi dây ra phía ngoài luôn nè, móc một mũi dời đầu tiên. Sau đó tiếp tục mũi dời thứ hai mình sẽ đâm kim vào cái khoảng trống của góc vuông đó, móc mũi dời thứ hai. Và tiếp tục cái chân móc ở phía sau của cái góc đó cũng móc cho mình một mũi dời. Khi giờ lại được đến cái chân móc ở phía sau của góc này rồi, bây giờ mình sẽ móc cái mũi kép đơn để giúp cho cái hàng kép đơn này nó lỗ mặt ngoài ha. 90 mũi này thì mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn Móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng của đoạn xích này Khi đã móc được đến cuối rồi nè Thì kết thúc các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân ở phía trước của cái góc mà ta bắt đầu móc á Móc vào đó một mũi dời sau đó mình sẽ tạo thêm một cái đoạn dây tương tự giống như cái cái đoạn dây này cho hai cái góc ở đối diện nó để mình tạo cái quai còn lại nè. Và để tăng được độ dày của cái sợi dây đeo, các bạn sẽ móc cho mình hai hàng viền mũi đơn ở hai bên của cái đầu dây này. Và hàng viền này mình sẽ nối luôn với cái phần thân túi bên dưới ha. Khi mình móc viền nối với phần miệng túi ở bên dưới nè, thì các bạn để ý cho mình ở mỗi góc mà mình tạo ở phần miệng túi nó sẽ được tạo ra bởi ba góc của ba họa tiết ô vuông ha góc này thì là họa tiết ô vuông chính giữa còn góc này nó sẽ là họa tiết ô vuông còn lại nè ba cái góc như thế này thì tương tự như góc nằm chính giữa cũng vậy góc này nó sẽ là họa tiết này góc chính giữa là họa tiết này ba góc này nó sẽ là họa tiết còn lại ha ba cái họa tiết ô vuông tạo ra ba góc thì cái góc của họa tiết ô vuông đầu tiên mà ta gặp góc đó các bạn móc cho mình hai mũi móc đơn góc nằm chính giữa thì mình sẽ móc một mũi móc đơn thôi vào cái góc nằm chính giữa nè góc còn lại thì sẽ móc hai mũi móc đơn cho phần miệng túi của mình nó được chắc chắn và nó cũng không có bị quá hở ha sau đó mình sẽ móc các cái chân móc còn lại mỗi chân làm một mũi móc đơn các bạn sẽ viên cho mình cho đến hết cái đoạn dây Còn cái đoạn mà mình viền giữa ô vuông với cái sợi dây thì cứ mỗi chân móc một mũi móc đơn thôi. Ở đây thì đơn giản nè. Sau đó mình sẽ móc lên các cái chân móc của cái hàng xích. Mỗi chân móc một mũi móc đơn và viền cho mình cho đến hết đầu dây ha. Hoàn tất được phần viền cũng như là chiều dài của sợi dây rồi nè thì bây giờ mình sẽ khâu lót ở bên trong. Cắt cho mình một tấm vải hình chữ nhật nó bằng gấp đôi so với chiều cao của phần thân túi. Sau đó mình sẽ gặp đôi lại mình sẽ cắt theo hình tam giác cho cái phần miệng túi nè, đặt lên thì cái phần thân túi nó sẽ nằm ở chính giữa của cái vải lót ha. Mỗi bên sẽ chưa cho mình tầm khoảng 1 cm. Sau đó mình sẽ cắt theo mép của túi. Các bạn có thể khâu cho mình hai bên hông của phần uh, vải lót trước, sau đó mình sẽ đút cái vải lót bên trong. Để tiện cho việc khâu cái vải lót của mình nó không có bị chạy, sử dụng cho mình kẹp hoặc là các cái kim định hình, mình sẽ đánh dấu lại những cái điểm tương ứng nè. Bãi lót với lại cái phần thân túi ha ta sẽ sử dụng kim và chỉ khâu tay bình thường kim có đầu nhọn nha xỏ cho mình cái sợi chỉ vào trong kim nè để cái đường khâu nó không có bị chạy mình sẽ khâu từ góc lên ha từ góc của mặt trước lên gặp cho mình một cm mà mình chừa ra nè Cắt cho mình cái đoạn giữa Sau đó gặp 1cm vào bên trong Ta sẽ khâu cái mép mà mình gặp đó Với lại cái hàng móc cuối cùng Cái hàng phần viền mũi đơn á Đâm kim vào cái điểm khâu Và cái chân móc tương ứng ha Các bạn sẽ khâu dần dần cho mình cho đến hết Sau khi đã khâu lót cho mình được hết toàn bộ cái phần miệng túi ở bên trong rồi nè thì ta sẽ hoàn tất được một cái mẫu túi xinh xắn như thế này. Kích thước của túi thì tùy các bạn có thể móc thêm nhiều ô vuông để tăng size cho cái phần túi của mình ha. Những bạn nào mà không thích cái họa tiết ô vuông của mình khi mà mình khâu lại á, nó lồi cái họa tiết bông bên trong thì clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc họa tiết ô vuông vuông góc 90 độ nha. Khi thực hiện mà có điểm nào không hiểu có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc chúc các bạn móc thành công ha